hiện rất rõ trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các cái đề án đồng chí tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng cho những cái nhiệm vụ sâu xa này. Thế thì chúng ta hãy dùng lại chương trình này, chắc nó cũng phải tồn tại trên dưới 10 năm, 15 năm. Trên là ngay dưới thiết kế chương trình trong một giai đoạn như thế thì những năm đầu tiên khó khăn là cái chuyện điều chúng ta cần và chia sẻ cố gắng. Đấy, như thế thì hai buổi ở đây là mong muốn của chương trình học sinh sẽ được học ở trường và hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường, còn về nhà các con dành thời gian để trải nghiệm những cái kiến thức đã được học cùng với bố mẹ, cùng với người thân để biến những cái kiến thức đó vào chính trong cuộc sống. Đó mới là điều mong muốn, và tôi rất mong muốn là thầy cô chúng ta bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Và tiểu học thì chúng ta cũng có nhiều văn bản chỉ thị cấm dạy thêm học sinh ở tiểu học đã bắt đầu. Thì rất mong muốn phụ huynh cũng phải chia sẻ đồng cảm với quan điểm này để thầy cô chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ nó đúng định hướng của chương trình. Về vấn đề là lớp 1 thiết kế học hai buổi một ngày thì ban đầu là tôi không có cảm thấy thoải mái, bởi vì thực sự là các em học khi mà mới ở mầm non các em chỉ học có 35 phút trong một ngày. Sau mấy tháng nghỉ hè các em đã phải học 35 phút nhân 17, nghĩa là một con số khá là nặng nề. Và tuy nhiên tôi khá là kỳ vọng chương trình ở những cái tiết học có rất là nhiều những tiết học của chúng ta có những hoạt động, ví dụ như hoạt động trải nghiệm hay là hoạt động thể chất, thì những với những tiết học như vậy thì các em sẽ không tiếp xúc với chữ nghĩa mà các em sẽ tiếp xúc với những hoạt động trải nghiệm và thay đổi chính bản thân mình. Thì cái điều này là cái điều mà chúng tôi rất là kỳ vọng, và chúng tôi rất mong muốn các trường sắp xếp thể có thể làm sao để các con có thể hòa nhập sớm, thay đổi sớm cái quan niệm và cái thói quen của mình là cái việc đứa trẻ đến trường chỉ để chơi, cho đến lúc mà đứa trẻ đến trường là phải học. Thì cái đấy là một khoảng cách khá là xa, và tôi nghĩ rằng là nếu như các thầy cô giáo có nghệ thuật và có cái sự khéo léo cũng như có cái tâm thì họ hoàn toàn có thể làm được điều này. Câu chuyện ở đây thì chúng ta cũng biết rồi, nhiều người thì nhiều gia đình tôi cũng suy từ tâm lý của chính bố mẹ tôi ngày xưa, xong đến tôi và cháu nhỏ tôi là bao giờ cũng muốn là con mình học nhiều hơn nữa, học hơn hơn nữa. Và trước khi mà chương trình lên sóng thì chúng tôi cũng có thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ nhỏ với khoảng 10 hộ gia đình, thì họ vẫn cho rằng là vẫn có suy nghĩ giống như là học con mình đến trường học nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy như ông Tài vừa mới đề cập một điều cũng rất hay, đó là cho các cháu có thời gian để được trải nghiệm, bên cạnh việc học về kiến thức thì cũng có thêm những trải nghiệm và có cả thêm những cái kỹ năng sống nho nhỏ để cho các em trưởng thành hơn, các em lớn hơn. Nhưng dẫu sao thì nhiều người cũng lo lắng rằng là việc học, tôi có đồng cảm với bà Hương ở trong chi tiết, đó là chị nói rằng là việc mà cháu đến học như thế là nhiều quá đấy ạ, thì tôi cũng hơi lo. Nhưng mà sau khi ông Tài lý giải, tôi thấy cái khoảng thời gian thay vì học nó ở trường với một mớ lý thuyết rất nặng, trải nghiệm thêm rất nhiều những kiến thức mới. Đấy là điều mà tôi thực sự là tôi cũng mong muốn cháu nhà tôi thì sang năm vào lớp 1 cơ. Nhưng mà tôi thấy là với những bước cải thiện bản nó có thể lộ trình như vậy, thì biết đâu sang năm sau nó lại còn được cải thiện tốt hơn nữa. Và mình kỳ vọng rằng là con mình thì đó